sứ mạng mà Chúa giao cho hội thánh của Chúa. Hãy đi kiếm muôn dân, trở đi môn đồ lại. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Thánh Linh làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta truyền. Không phải chỉ dạy họ hiểu mọi điều, nhưng dạy họ hiểu và giữ mọi điều ta truyền. Như vậy thì chúng ta muốn có một cái đời sống phước hạnh thì chúng ta có hai yếu tố. Thứ nhất là con rẻ, không theo đường lối, không theo cái đường lối của tội nhân, không theo đường, chẳng theo đường mưu kế kẻ dữ, không đứng trong đường lối tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhỏ bán. Nhưng mà chúng ta phải vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Thì ở đây là cái phước hạnh này. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Đây là cái tính chất của đời sống được phước. Có nhiều người nghĩ rằng được phước tức là có nhà cao cửa rộng xe hơi con đông và đời sống có ăn ngon mặc đẹp như là phước. Nhưng mà thật sự đó chỉ là cái phước vật chất, mà trong cái thi thiên này cũng đã nói đấy. Nhưng mà cái điều phước hạnh hơn hết đó không phải là nhiều tiền và nhiều nhà cửa nào nhiều, nhưng đó là đời sống giống như cây trồng gần dòng nước. Cây có thể trồng chỗ này chỗ khác, có lắm khi là gặp hạn hán khó khăn thì nó có thể khô, nó có thể chết. Nhưng mà cây trồng gần dòng nước thì nó luôn luôn là được cái dòng nước đó làm cho cái cây đó nó tươi mát, nó sẽ sống và sống rất là. Đó là cái vị trí. Một cây xanh tươi là một cái phước hạnh. Một cây xanh tươi là một cây được trồng có rễ đâm sâu vào nguồn ăn điển thuộc linh của Đức Chúa Trời. Nguồn suối cây nó có thể hút cái nhựa sống đó, nó châm rễ vững ngày ở trong dòng nước thanh linh. Cái cây mà Chúa trồng nó khác với những cái cây hoa. Cái cây trồng thì chủ trộn lửa để mà trồng, còn cái cây quan thì đụng đâu mọc đó, lớn lên ngang dọc, xanh gai xanh trái xấu. Cho nên Chúa Giêsu phán rằng cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì là nhà phải nhổ đi, phải nhổ đi. Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 17. Cây trồng thuộc giống tốt, nếu ông chủ là Đức Chúa Trời chúng ta yêu quý hàng ngày chăm sóc. Vì vậy cây trồng sẽ sinh ra hoa thơm, cỏ ngọt, cỏ ngọt làm vui lòng và vinh hiển cho Đức Chúa Trời chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 61 câu 34 nói rằng những kẻ được xưng là cây của sự công bình là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được. Đó là hình ảnh của những người tín đồ có đời sống. Những kẻ ấy được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Giàu đến tuổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được hạnh mậu và xanh tươi. Ở trong Giê-rê-mi thì ông Giê-rê-mi cũng nói rằng người đó giống như cây, nó khác với cái cây thạch thảo trong sa mạc, nhưng là cái cây trồng gần bờ suối, xanh bông trái và khi gặp hạn hán cũng chẳng lo gì, mà lá cứ xanh tươi và xanh trái phồng lên. Rồi đây nói rằng khi mà cái cây được trồng trong nhà Chúa rồi đó thì xanh bông trái theo thời tiết. Đây là các bản chất của người được phước hạnh. Chúng ta có một nguồn tài nguyên của Đức Chúa Trời để được sống và ra trái. Nếu chúng ta đâm rễ vào dòng suối ân điển của Đức Chúa Trời chí cao, khi nào chúng ta đâm rễ vững nền trong sự yêu thương của Chúa thì chúng ta sẽ ra bông kết trái. Và Kinh Thánh chính là nguồn tài nguyên để nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Chúng ta nhớ điều này. Ông tứ Đức Thánh Linh, bông trái Đức Thánh Linh, các nhà. Ông tứ Đức Thánh Linh là Đức Chúa Thánh Linh ban chúng ta những cái ông tứ để chúng ta hầu việc Chúa, như là ân tứ giảng dạy, ân tứ nói tiên tri, ân tứ chữa bệnh, vân vân. Nhưng mà bông trái của Đức Thánh Linh thì không phải là Chúa ban cho, nhưng mà đó là kết quả của một đời sống gọi là trồng gần dòng nước. Ví dụ chúng ta trồng một cây muốn có bông có trái thì chúng ta phải làm gì? Có phải ra ngoài chợ mua mấy cái trái, mua mấy cái bông ấy để gắn vào không? Không phải. Nhưng mà chúng ta phải chăm bón nó, tưới nước cho nó,
để làm cho nó được càng ngày càng mạnh mẽ, rồi nó mới ra con. Cái đời sống thuộc linh của chúng ta, đời sống có phước là đời sống yêu mến lời Chúa, tham thích lời Chúa, học hỏi lời Chúa, có một đời sống trưởng thành thì sẽ ra sanh ra những con ra. Và sanh theo thời tiết có nghĩa là gì? Chúng ta nhớ đi, chín trái thanh linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Khi tôi là chủ tịch hội đồng thẩm vấn trong ông mục sư, tôi hỏi các mục sư cầu phong rằng ông có được cái chín trái thanh linh chưa? Có người nói là tôi có đủ hết rồi, có người nói không biết có hay không. Nhưng mà nhớ điểm này, đây là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý: sanh con trái mà theo thời tiết. Cái cây trái thì nhiều khi có thời tiết này, có trái này, thời tiết kia có. Cuộc đời chúng ta nó sống giữa trần gian này, nó cũng có nhiều cái thời tiết, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc khổ sở, có lúc hanh thông. Tất cả mọi thứ chúng ta giống như những cái thời tiết đó. Cho nên Chúa muốn chúng ta là phải luôn luôn có cái bông trái tùy cái thời tiết lúc nào cũng vậy. Khi chúng ta yêu thương, yêu thương là cái trái mà Thánh Linh Chúa luôn luôn nhắc chúng ta là phải sanh ra bốn mùa, nghĩa là lúc nào chúng ta phải có cái tình yêu thương. Đời sống chúng ta phải luôn luôn chìm ngập trong tình yêu. Cho nên trong Ephesos Paul nói rằng anh em phải mặc lấy tình yêu. Rồi khi mà chúng ta gặp những hoàn cảnh buồn bã, mất mát này nọ, thường thường gặp những cảnh như vậy thì chúng ta cứ ngồi đó mà rên. Nhưng mà trong cái lúc đó thì Chúa cho chúng ta được có trái gì? Vui mừng. Khó lắm không có lúc buồn mà chúng ta lại có được cái trái vui mừng, mà phải sinh ra trong những cái hoàn cảnh như thế. Khi chúng ta gặp sóng gió xảy ra trong cuộc đời thì Chúa cho chúng ta có cái trái bình an, dù chiến tranh xảy ra nhưng lòng chúng ta vẫn cứ tiếp tục bình. Khi chúng ta đối diện với những sự chèn ép của người này người khác trong công ty hay là trong ngay cả trong hội thánh thì Chúa bảo chúng ta là phải có cái nhịn nhục. Khi chúng ta đối diện với những kẻ thù thì Chúa bảo chúng ta phải luôn luôn có cái sự nhân từ. Khi chúng ta gặp những người gian ác, Chúa cho chúng ta có cái trái hiền lành. Khi chúng ta gặp những bắt bớ, Chúa cho chúng ta có cái trái trung tín. Khi chúng ta gặp những xung đột trong gia đình, trong hội thánh, Chúa muốn chúng ta có cái trái mềm. Khi chúng ta làm việc hay là vui chơi, Chúa cho chúng ta có cái trái tín. Như vậy thì sanh bông trái theo thời tiết có nghĩa như vậy, có nghĩa là khi mà chúng ta có một cái đời sống thuộc linh vững vàng thì Chúa sẽ cho chúng ta trong từng hoàn cảnh khó khăn thì những cái trái đó nó thể hiện ra cho đời sống. Ông ngoại của tôi trước kia ông có hai người con trai và còn lại là những người gái, nhưng một người cậu của tôi khi mới có gia đình ngoài đời ông cũng buồn. Đặc biệt là cái ông cậu thứ 9 tin Chúa, và đó là cái niềm hy vọng của gia đình. Nhưng rồi một ngày kia ông đau này. Rồi gia đình đến thăm, nói coi như là chăm sóc. Thì ông nói là 3 ngày nữa con về của Chúa đó. Chứ ai nói với con nói như vậy? Tiên sứ báo con biết rồi, 3 ngày nữa con về của Chúa. Ủa bà tôi không biết. Mà đúng vậy, 3 ngày nữa thì ông nói cha mẹ, các anh, các chị ở lại hậu của Chúa, tôi về của Chúa. Khi nghe cậu chính tôi qua đời thì cả hội thánh chắc là ông cụ giáo này chắc là ông sẽ thất vọng ngã lắm. Nhưng mà khi đến nơi thì ông nổi cười, ông bày tỏ cái điều gì? Ông nói là tôi về của Chúa, cho nên tôi không thể là buồn được, bởi vì tôi biết chắc chắn con tôi về của Chúa rồi, và tôi cũng sẽ về gặp trung tín phải cho đến năm tám mươi bảy tuổi gì đó thì ông tôi mới và ông cũng rất là bình thản trong cái điều đó. Cho nên tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta có Chúa thì dù có hoạn nạn xảy ra chúng ta vẫn có thể bày tỏ cái lòng bình an, đừng bao giờ chúng ta thất vọng, vì Chúa muốn chúng ta luôn luôn bày tỏ cái điều đó.
rồi lá cũng chậm lại. Cái lá nó là cái công việc mà chúng ta có thể thực hiện, hay là cái lời nói của chúng ta. Cây thì có trái có lá. Bây giờ cái lá nó cũng quan trọng lắm, có nghĩa là cái những gì, cái hình thức mình, lời nói và việc làm đều có giá trị. Trong Gia Cơ đoạn 3 khi nói về tội của lưỡi thì Gia Cơ nói rằng cái lưỡi là vật nhỏ nhưng khoe được việc lớn. Lời nói khoe khoang giống như lá sẽ bị tải, nhưng lời nói của người được phước thì không bao giờ bị hư hỏng. Ở trong Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 3 câu 19, Chúa nói rằng Chúa không để một lời nào của Sa-mu-ên ra hư không. Không để bất cứ một lời nào của Sa-mu-ên ra hư không. Thật là một cái cây kỳ diệu như lời Chúa phán. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va. Lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó giống như cây trồng đồng bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy. Ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái. Lá xanh tươi, trái cứ ra không dứt. Đó là phước hạnh về đời sống của mình. Nói về vấn đề phục lên, nói về cái đời sống để có thể giữa trần gian cho họ thấy rằng chúng ta là người có phước. Và cái ý thứ ba nói là mọi sự người làm đều sẽ thành. Đây là kết quả của cuộc đời. Biết phân rẽ ra khỏi mua trước kẻ dữ, biết từ chối đứng chung kẻ tội nhân, biết tách riêng ra khỏi người dạo bán, và người biết yêu mến lời Chúa, đào suy gẫm làm theo lời Chúa. Đây là Chúa nói rằng mọi sự người làm đều sẽ công việc chúng ta làm. Chúa nói rằng đừng có cậy không quá, nhưng hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Vì vậy Chúa chỉ dẫn chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ làm việc và có nhiều kết quả ở trong Chúa. Thưa thánh, hôm nay tôi muốn nhắc lại về đời sống của người phước hạnh. Đó là một đời sống biết phân rẽ, đó là đời sống biết vui vẻ về luật pháp của Chúa, biết học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Và cái đời sống đó là cái đời sống như cây trồng xanh bông trái theo thị, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ. Ba câu sau của đoạn 6 này, thì chúng ta thấy so sánh giữa kẻ ác và người công bình. Cái người đi theo Chúa, làm theo điều Chúa dạy, đây là Chúa kể là người công bình. Còn cái người mà chạy theo mưu kế kẻ dữ, chạy theo cái đường lối tội nhân, đứng với kẻ nhạo báng, thì Chúa kể như là đó là cái người gian ác. Cho nên Chúa nói rằng kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi qua. Bởi cái ác, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đấu xét, tội nhân không được vào hội người công bình. Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, đường kẻ ác. Chúng ta đừng thấy kẻ ác nó hanh thông mà chúng ta nói rằng ô tại sao nó làm ác mà nó tốt như thế, nó khỏe như vậy, nó giàu có như thế. Nhưng mà Chúa nói rằng chúng nó giống như rơm rác gió thổi qua, không được đứng trong đường, không được đứng nổi trong ngày đấu xét. Đường kẻ ác rồi sẽ, nhưng con đường của những người theo Chúa, trung tín với Chúa, bước đi với Chúa, học hỏi lời Chúa, làm theo lời Chúa là cái đời sống. Và thưa quý ông bà chị em, Đức Giê-hô-va biết mình. Nếu chúng ta đi con đường nào Chúa cũng biết, và Chúa cho chúng ta thấy cái hậu quả của hai con đường đó. Nếu chúng ta làm theo lời Chúa thì đời sống chúng ta sẽ được phước, mọi sự người làm sẽ thịnh vượng. Nhưng mà nếu chúng ta đi con đường của kẻ gian ác thì tất cả đều sẽ trở nên hư không như rơm rác gió thổi. Nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa nhắc nhở cho tôi và tương lai lần nữa, để cho chúng ta thấy được bí quyết để có một đời sống phước hạnh. Và ích lợi cho mọi người chúng ta.
thì đây xin kính mời ông chúng ta những lần. Lời thánh của tôi hiện đi cầu nguyện. Con kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là đấng quyền năng cao cả, là đấng yêu thương của chúng con. Trước hết chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay Chúa đã cho hết thảy chúng con đến đây ra mắt Ngài và thờ phượng Ngài, chúc tụng danh của Chúa và học lời của Chúa. Thật chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay Chúa đã cho chúng con nghe lời của Chúa một cách tỏ tường qua đệ tớ của Ngài là mục sư Nguyễn Ngọc Thuận. Ông đã giải bài lời Chúa để cho chúng con thấy được đời sống phước hạnh. Thật chúng con cảm tạ ơn Ngài vì những gì mà Chúa đã cho chúng con nghe qua buổi sáng nay. Xin Chúa cho mỗi lòng của chúng con nghe được điều mà Chúa phán mỗi chính đời sống của chúng con, để chúng con thấy được điều mà Chúa muốn ở mỗi đời sống chúng con cần phải làm gì. Chúa ơi, Chúa đã cho chúng con thấy hai hình ảnh: người làm theo lời Chúa và biết phân rẽ những điều tội lỗi, những người gian ác. Chúng con được Chúa ban cho sự sống. Đó là điều mà chúng con cảm tạ ơn Ngài khi chúng con tin nhận Ngài và được làm con cái của Ngài, và được Chúa luôn dạy dỗ chúng con qua lời hằng sống của Ngài. Thật chúng con dâng lời tạ ơn Chúa rất nhiều. Mặc dầu vậy, chúng con vẫn là con người và sống giữa thế gian này. Chúa đã cho chúng con thấy được xã hội ngày nay biết bao nhiêu điều ác đang đẩy đầy, và chúng con cảm thấy sợ hãi khi chúng con nhìn thấy xã hội, nhìn thấy những con người đó. Và chúng con cũng cảm thấy sợ hãi khi chúng con đi theo con đường của kẻ ác. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, và xin Thánh Linh Chúa gìn giữ chúng con trong ơn thương xót của Ngài, để chúng con cảm thấy sợ hãi mà học lời Chúa, gìn giữ lời Chúa và làm theo lời Chúa dạy, để mỗi đời sống của chúng con được phước hạnh. Chúa ơi, xin lời Chúa ở trong mỗi tấm lòng của chúng con, nhắc nhở chúng con. Nếu trong dòng ông bà anh chị em chúng con ngày nay, chúng con mặc dầu theo Chúa nhưng chúng con vẫn còn đi theo đường lối của những người thế gian, thì xin Chúa cho chúng con tỉnh thức và cho chúng con cẩn thận để chúng con quay lại con đường của Chúa, dạy dỗ và làm theo lời Chúa, để mỗi ngày chúng con nhận biết được phước hạnh khi chúng con học lời Chúa và làm theo lời Chúa dạy, để đời sống của chúng con có những bông trái kết quả mà Chúa đã hứa ban cho chúng con khi chúng con làm theo lời của Ngài. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, xin lời Ngài đừng qua đi, chứ hãy động lại mỗi tấm lòng của chúng con, và cho chúng con cẩn thận làm theo lời của Chúa, để rồi chúng con còn có trách nhiệm đối với những người thân yêu của chúng con và đối với những người chưa biết lời của Chúa. Chúa ơi, lời của Chúa thật quý báu và ngọt ngào dường bao. Xin cho chúng con cảm thấy được và trải nghiệm được lời của Chúa là lời hằng sống. Và xin Chúa giúp đỡ hết thảy ông bà anh chị em chúng con biết ham thích học hỏi lời của Ngài, và đặc biệt Chúa giúp cho chúng con biết phân rẽ con đường của thế gian. Đây là điều mà mỗi chúng con rất khó. Xin Chúa cho chúng con xét lại mỗi đời sống của mình, để rồi chúng con mạnh dạn nhờ Chúa giúp đỡ chúng con, để chúng con sống theo điều Chúa dạy, và mỗi ngày chúng con sẽ được tăng trưởng bởi lời hằng sống của Ngài. Một bí quyết mà Chúa muốn cho chúng con đó là ham thích học hỏi lời Ngài và thực hành lời của Chúa. Xin giúp đỡ hết thảy chúng con điều này, để chúng con ứng dụng trong cuộc sống ngày hôm nay và chúng con thực hiện điều Chúa, thì mỗi đời sống của chúng con sẽ đầy dẫy phước hạnh. Dù chúng con sống trong nghịch cảnh hay thuận cảnh, thì Chúa cũng cho chúng con những bông trái của Thánh Linh, đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đó là điều mà không có luật pháp nào cấm, và xã hội ngày nay cũng vậy. Chúa ơi, xin thêm sức mới cho chúng con trong buổi sáng hôm nay,
để chúng con lắng nghe và làm theo lời Chúa, để mỗi đời sống của ông bà anh chị em chúng con sẽ thấy phước hạnh khi chúng con thực hiện lời của Ngài. Con tạ ơn Chúa rất nhiều. Chúa cũng ban ơn cho đầy tớ Chúa ông bà mục sư Nguyễn Ngọc Thuận trong chức vụ giảng dạy lời Chúa, cũng như trong chức vụ mà Chúa giao phó. Xin Chúa ban ơn để mỗi lời ông nói, mỗi việc làm ông làm được đầy ơn của Chúa và kết quả cho nhà Chúa nhiều hơn nữa. Con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng hội thánh của chúng con trong cái tay quyền năng của Ngài, và xin Chúa ban phước một tuần lễ mới được đầy ơn của Chúa để chúng con làm theo và chúng con thỏa lòng vì được làm con cái của Chúa. Con tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Con những lời cảm ơn Chúa vì sự nhân từ của Ngài rất lớn với đời sống của chúng con, bởi vì yêu thương con người thương mất của chúng con mà Chúa Ngài đã đến trần gian và con người để chết giữ thay tội lỗi cho chúng con, để những ai tin vào Chúa thì sẽ được sống lại đời. Chúa Ngài cũng đã sống lại trở về trời và ban lời cứu cho chúng con. Khi chúng con tin nhận Chúa, Chúa ban cho chúng con sự sống đời đời cho chúng con. Chúa ơi, chúng con hôm nay chúng con để ơn Chúa để tổ chức chương trình truyền giảng. Xin Chúa Ngài ở cùng trên mỗi tấm lòng của chúng con, nhắc nhở mỗi tháng một lần chúng con có một cơ hội để chúng con làm công việc Chúa, làm công việc cho những người xung quanh của chúng con biết đến Chúa. Xin Chúa Ngài cho chúng con thấy cơ hội này quý báu cho mọi đời sống của chúng con, để chúng con mời gọi thân hữu đưa những anh em của chúng con, vì biết rằng hồn lửa địa ngục sẽ dành cho những ai không chịu phục vụ Chúa. Xin Chúa khích lệ nhắc nhở mọi tấm lòng của chúng con, chúng con mạnh dạn để nói về Chúa cho anh em của chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho chương trình của tối hôm nay, cho những anh em phụ trách trong kỹ thuật, những người hát, những người phục vụ trong chương trình, cũng được ơn của Chúa, đặc biệt là sứ điệp của Chúa qua mục sư Phan Minh Nghĩa, cũng được đầy dẫy ơn của Chúa và thần quyền của Chúa để khắc phục thân hữu của chúng con tiếp tục ngày. Chúa Ngài cũng cho mỗi tấm lòng của chúng con những người mà chúng con đã mời. Xin Chúa cho anh em của chúng con được tháo bỏ sự ngăn trở và đến với Chúa, đến với những chuyện này của con hôm nay. Con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Con xin dâng những điều chúng con cầu xin cho Ngài của chuyện này hôm nay. Xin Chúa Ngài đã chúng cho con biết ơn Chúa và chúng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý tội tớ Chúa, kính thưa hội thánh, sáng hôm nay vì công việc Chúa gấp cho nên tôi không có mặt ở đây từ đầu. Xin Chúa quý hội thánh cũng cầu nguyện đặc biệt cho mục sư diễn giả, cũng là giáo sư của tôi, người tôi yêu mến. Ông bà trong thời gian qua cũng không khỏe, cho nên quý con cái Chúa cũng nhớ đến mục sư, ông bà mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, cầu nguyện cho ông bà. Tôi cũng rất cảm ơn Chúa, sáng hôm nay tôi về đây tôi rất cảm động, tôi thấy có những hình ảnh thương của con cái Chúa, rồi có những khuôn mặt mới. Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa nhận lời cầu nguyện của tôi. Xin Chúa tiếp tục làm những việc lớn lại trên hội thánh. Trong tuần này tôi cũng bận đi học, cho nên có những sự vắng mặt nào, chứ con cái Chúa cũng thông cảm. Tối thứ ba, thứ tư tôi vẫn giữ
Tôi xin nhớ nếu được thì có biết ơn quý vị đến nhà của bà 64 thì cùng đồng nguyện và có cửa hàng để tìm khách tại đây. Bà lớn tuổi rồi, đến đây là cơ hội để chúng ta được thăm viếng bà. Nên quý con cái chú cùng lưu tâm cho. Và đặc biệt tối hôm nay chúng ta cầu nguyện thật nhiều để chú lập phép lại cái thời tiết như là cầu nguyện của ông chủ ban truyền giảng đó. Cơn bão sẽ lặng yên để thời tiết thành ráo và sẽ có nhiều thăng đủ ngoài thì từ Thùy Anh, thì anh Lê Văn Trí, anh Nguyễn Văn Lộc và những người chúng ta đã cầu nguyện thì chúng ta tiếp tục sẽ có thêm những cái tên mới để chúng ta cầu nguyện trong hôm nay. Và nếu quý vị cần thì xin cứ liên hệ với ông trưởng ban truyền giảng để chúng tôi sẽ cờ thứ chờ cho quý vị đưa đón thăng đủ. Nếu quý vị có và cần thì chúng ta đặc biệt lưu tâm. Xin Chúa ban ơn nhiều. Khi bước vào chương trình đất lễ, cái bàn mà chúng ta đang an toàn, tôi có vài lời thông báo đến giải. Thứ ba lúc 19:30, cụ đề chú Cú Thái Nguyễn 2 tại 4. Thứ tư lúc 20:00 nhóm cầu nguyện tuần hoàn tại nhà bà Giáo Phân, khu vực 2 và nhà anh Huy tại khu vực 3. Thứ năm lúc 19:30 trung niên lời chứng chín chắn. Thứ sáu 19:30 nhóm 1 tập hát dẫn. Thứ bảy 19:30 thanh niên khắc ghi ơn ngài. Và chủ nhật ngày lúc 14:30 thiếu niên họp bạn tại Cần Duộc. Và lúc 16:30 thanh chán người ngay người án thờ phượng ngày 23/9 để một diễn giả mục sư Phan Vĩnh Cự phó hội trưởng hội thánh phó hội trưởng một hội thánh Tỉnh Lành Việt Nam hiện nay. Có những chương trình chấp sự lên thành lời khen Chúa và phụ nữ cầu nguyện đường và là chấp sự tiên yến lễ hai diễn giả mục sư ông mục sư nhiệm chức quản nhiệm Trần Hoàng Đức Việt và hướng dẫn chương trình là Nguyễn Thị Hoan chương trình dịch bài số 18 chứng cớ hiển nhiên của kinh thánh suy gẫm bài chương trình dịch bài 17. Vì đây, chúng vào chương trình tất cả xin mời quý vị chú chúng ta đồng đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện chung. Sau đó chúng ta sẽ hát bài thánh ca số 23. Chúng con ở trên trời, trên cha chúng con thành, trên cha đến, ý cha đến, ở đất trên trời, xin cho chúng con hôm nay đồng hành. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội đến của chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, xa cứu chúng con khỏi tội ác. Vì nước vì nhân nghĩa thì chúng con sẽ ra đời đời vô cùng. Amen. Phước hạnh từ nay cho đến ngày Chúa Jesus Christ chúng con phải làm. Amen.
quý con cái Chúa có một tuần lễ mới đầy phước hạnh và bình an. Xin mời quý con cái Chúa đồng ngồi đã làm chiếu chúng ta có những lời quan tâm học hỏi nhau và xin mời ban